Thưa quý khán giả, Thế Đông là một trong những xã thuộc chương trình 1-3 năm trước đây do có hơn 1.000 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Năm 2017 thì xã đã được công nhận là nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, qua khảo sát mới đây của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ thì xã cần ít nhất 30 tỷ đồng để hoàn thiện tiêu chí giao thông theo bộ tiêu chí mới sắp ban hành. Toàn xã có 9 tuyến đường chính dài 28,9 km. Trong nhiều năm qua, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã có 5 tuyến đường dài 16,4 km được bê tông hóa, rộng từ 3,5 m đến 4 m. Tuy nhiên, khi khảo sát tuyến đường kênh Thầy Tám dài trên 3.200 m cho thấy không thể sử dụng được nữa. Nơi đây có khoảng 500 hộ dân mà đa số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Tương tự như vậy là các tuyến đường kênh số 3, kênh KH3, kênh 4 thước cũng trong tình cảnh tương tự. Xã Thế Đông có 9 cái tuyến giao thông trọng điểm nối các ấp về trụ sở ủy ban xã. Tuy nhiên, hiện nay có 3 tuyến giao thông đã xuống cấp trầm trọng, cần phải có những cái kinh phí cũng như những có cái hỗ trợ thì mới đạt chuẩn cái xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, huyện Cờ Đỏ đầu tư cho xã Thới Đông hơn 100 tỷ đồng để xây dựng cơ bản, trong đó có cải tạo, nâng cấp và mở mới các tuyến giao thông. Do đó, không đủ khả năng đầu tư tiếp cho 9,28 km đường còn lại của xã. Để xây dựng là lộ giao thông 4 mét của 9,28 km này đó là khoảng 30 tỷ. Huyện không còn vốn để mà đầu tư. Do vậy đó thì vừa qua huyện cũng có văn bản đề nghị đến văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố, đến ủy ban nhân dân thành phố cũng như là sở nông nghiệp để mà có xem xét hỗ trợ cho huyện ghi vốn để thực hiện 3 công trình này, mình mới đạt cái tỷ lệ là giao thông nông thôn 100%. Quy định tỷ lệ giao thông phải đạt 100% mới được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thế Đông đã thực hiện trước các bước giải phóng mặt bằng, chỉ chờ có vốn là bắt tay ngay vào việc mở rộng 3 tuyến giao thông. 3 tuyến giao thông này thì chúng tôi đã tiến hành họp dân, gần như 100% các hộ dân trên các cái 3 tuyến này đều đồng thuận rất là cao. Tôi cũng rất mong là trên xóm đầu tư, còn người dân thì sẵn sàng hiến đất vật qua một kiến trúc để thực hiện cái việc mở rộng đầu tư mới cái 3 tuyến lộ này. Đến nay, Thới Đông đã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đến cuối năm nay phải hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn. Huyện Cờ Đỏ và xã đã hết sức nỗ lực để đạt các tiêu chí nằm trong khả năng của mình. Tuy nhiên, đối với giao thông thì rất cần sự trợ giúp từ thành phố và các mạnh thường quân và tài trợ.